Vâng, các bác vừa được nghe một đoạn nhạc, em test cặp loa 450C. Và thông báo với các 450C thì em test nó quá là nhiều. Em muốn làm một video giới thiệu kỹ với các bác. Tại sao các bác lại đặt bên em nhiều như vậy? BMB thì trên thị trường cũng rất là nhiều và cũng khá nhiều nơi, một số nơi người ta bán hàng cũng đúng là hàng xịn đấy các bác nhá. Nhưng các bác muốn mua hàng bãi mà nó được kỹ càng và được xuất sắc thì thường là các bác tìm những nơi bán số lượng lớn, và em khẳng định là một nơi trung tâm, em khẳng định với các bác là số lượng BMB nhiều nhất nước, và với kinh nghiệm làm hàng thì chắc chắn cũng không có ai vệ sinh kỹ và xuất sắc như em được. Em khẳng định một điều như vậy. Đấy, còn cái sản phẩm khác thì có thể là em thua. Như nói BMB thì các bác biết rồi, lúc nào cũng nghìn đôi nhá, chứ không tính trăm đôi các bác ạ. Và các bác biết khi hàng bãi mà đã được bên em vệ sinh thì nó đẹp như thế này. Nó đẹp gần như là mới các bác nhá. Đấy. Và giá thì chỉ 5 triệu đồng thôi. Chắc chắn là đẹp, không có một đơn vị nào mà làm kỹ và độ đẹp như bên em được. Các bác xem từng chi tiết, từng cm các bác nhá. Đây là xốp này. Đấy. Đặc biệt này các bác ơi, gân này, em thay gân nó dày và mềm, cực kỳ mềm, không nhìn thấy vết keo, siêu bền luôn. Và đánh mềm mại, đánh to, lực, không bị phè vỡ như gân zin của nó nha các bác nhá. Gân zin nó mỏng, yếu lắm. Đấy, kỹ thuật làm và vệ sinh hàng các bác cùng xem. Cái độ đẹp thì nó gần như là mới luôn. Đấy các bác nha, cái đấy là cái quan trọng. Đặc biệt nhất là gân này và bát bên em nhặt nó rất là đều nhau, cùng đôi nha các bác nha, cùng đôi. Đấy gọi là, đấy gọi là cùng đôi và test zin test. Đấy các bác xem kỹ giúp em những sản phẩm bên em vệ sinh như thế này. Các đơn vị khác không bao giờ quay sát và dí sát để đêm dí sát, chỉ cách độ 20 phân. Các bác sẽ xem rất là kỹ. Đây. Đây nha, thùng vách thì vuông đét, nhưng bên em lại thêm cái chi tiết là làm rất nhiều công phu, là các bác biết cái keo 52 không? Chạy hết để cho các bác cứng cáp và các bác dùng đến nhiều năm. Những cái mép này nó không bị mẻ, không bị ngấm nước. Hầu như 100% các đơn vị không có một đơn vị nào làm được cái điều như bên em nào. Đấy, cái đấy là cái để cho các bác được loa các bác đẹp mãi, được không ạ? Đấy nha các bác nhá. Còn nếu mà chỉ việc lau mà không làm kỹ như này thì đương nhiên nó sẽ mất đi, rẻ đi hẳn được một công người làm. Đấy, một người làm công thì các bác biết, làm một ngày thợ em làm chuyên nghiệp mà bên em độ 6-7 thợ các bác nhá, thì chỉ có 2 thợ chuyên làm thùng cho các bác, để giữ gìn cho các bác được cặp loa nó đẹp bền mãi. Tuy nó rẻ tiền thôi nhưng mà những cặp loa kể cả 3 triệu bên em vẫn phải làm như thế này. Đấy, em nói rất rõ. Và đối với cặp loa này nó lại còn trùng đôi trùng cặp. Đấy, trùng đôi trùng cặp rồi thì đây, cái số CD này. Đây nhá, 9050134. Chia bên dưới này cũng vậy. Nhưng cái này em chia sẻ với bác rất là nhiều rồi. Trùng cái cặp này, trùng số này không giải quyết gì. Đối với cặp loa như thế này, trùng này hoặc không trùng, em đều bán bằng tiền nhau. Cái quyết định nhất là cái thùng và cái loa, nó đều, nó đẹp. Đấy, xuất sắc các bác nhá. Chứ không phải vì cái đấy mà em sẽ bán đắt hơn 500, đúng không? Không vì cái đấy, vì cái đấy trùng này hay không trùng, em vẫn bán giá bằng tiền. Cái điều quan trọng nhất là em nói với các bác rất là nhiều rồi. Loa giống nhau cùng cặp, gân bên em thay trực tiếp. Đấy, thay gân ra tiền. Các bác tự cân nhắc nhá. Đấy, cho nên là 450C nó cũng rất nhiều mức giá. Những nơi người ta vệ sinh ẩu, không phải thuê thợ, không phải thuê thợ chuyên nghiệp, họ chỉ lau thôi. Chắc chắn là các bác dùng chỉ sau 1 năm nó sẽ phình này, nó sẽ mẻ này, nó lứt này. Đấy, em nói rõ. Và cái thay gân, gân thì người ta thay những cái gân rẻ tiền, nó vẫn đánh tốt thôi. Nhưng khi mà to ở cường độ mạnh, nó không bao giờ bằng những gân chất lượng cao. Đấy nha các bác nha, chỉ hai vấn đề đó và chọn loa cân nhau, các bác tự đánh giá. Nếu mà các bác là kỹ muốn chơi hàng bãi, em khẳng định hàng bãi em nhặt
Kể cả những cặp loa các bác uống nguyên trong thùng, tháo ra hai bát vẫn khác nhau. Nhưng hàng bãi thì em hàng trăm đôi, hàng nghìn đôi, em sẽ lựa cân nhau thành đôi. Đấy, em nói rất là kỹ về vấn đề này để các bác nắm được những sản phẩm BMB hoặc những sản phẩm tất cả, không những BMB và tất cả các sản phẩm khác, em sẽ làm đều làm như thế này các bác nhá. Các bác lên nhớ những cái lời em nói rất là kỹ càng. Cái số CD không quan trọng các bác nhá, số CD trùng CD cái đấy em bỏ ra khỏi đó. Nhưng mà chẳng qua là đây em lấy cố tìm để cho nó cùng cái số đằng sau kìa để chia sẻ với các bác đấy nhá. Em nói rất rõ để các bác nắm được nhá. Nhiều bác đừng vì cái số CD, cái số đấy nó không quan trọng một chút nào. Đấy. Còn em bán là giá 5 triệu đồng đẹp xuất sắc như này tại cửa hàng. Còn bác nào mà cứ yêu cầu trùng CD, cái điều đó em, kể cả các bác thích trùng 100 đôi em cho các bác trùng luôn cả 100 đôi được ngay. Cái điều đấy nó rất đơn giản các bác ạ. Đó, các bác thấy chưa? Cảm ơn các bác và các anh em trên mọi miền đã quan tâm và ủng hộ Ngọc Hoàng Bắc Giang. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.